Đây một cái VKFC, đây một cái VKFC, đây một cái VKFC. 6 cái VKFC nó chổng vào nhà bạn. Mà Dũng giả định tình huống đầu tiên, 5 giờ sáng cả năm cái thằng này nó dậy nó cùng đi vệ sinh một lúc, xong các bạn đang ngủ, điều gì sẽ xảy ra nếu mà 6 cái âm thanh này một phát nó réo lên? Ôi trời ơi. Khi chọn mua đất thì chúng ta thường tránh những cái loại ví dụ như đất đường đâm, đúng không ạ? Đất gần nghĩa trang, nghĩa địa, gần đình, gần chùa. Tuy nhiên không phải là như vậy. Đây mới là cái loại đất mà Dũng nghĩ rằng là nó là cái loại mà chúng ta tuyệt đối không nên mua. Tại sao như vậy thì ở video ngày hôm nay thì tí nữa Dũng sẽ chỉ cho bạn thấy điều này. Và hãy nhớ xem từ đầu đến cuối để Dũng phân tích cho bạn rằng là tại sao nó lại là cái loại mà chúng ta không nên mua và tuyệt đối không nên mua. Và nếu mà bạn mua để ở nữa thì sau khi xem xong video này chắc chắn một điều rằng là Dũng tin chắc là bạn sẽ không bao giờ mua nó luôn. Chứ đừng nói đến cái việc mà bạn nghĩ trong cái tư tưởng mình nha. Thì để mà các bạn dễ hiểu thì Dũng sẽ dùng hình để Dũng mô tả. Và phải nói trước nha là Dũng vẽ không đẹp. Các bạn xem mà có thấy nó không đẹp lắm là đừng có cười nhá. Vì chúng ta đây là để chủ yếu là minh họa để cho các bạn thấy rằng là khi mà chúng ta mua đất thì chúng ta nên tránh nó ra. Tránh nó ra để làm sao? Một là gì, nếu ở thì chúng ta có sẽ có cuộc sống nó thoải mái, yên bình. Cái thứ hai thì là khi mà chúng ta muốn đầu tư thì nó cũng dễ thanh khoản. Chứ còn nếu mà chúng ta mua phải cái loại đất này Dũng tin chắc là bạn bán không bán nổi mà bạn ở không yên ấy. Ok thì chúng ta sẽ bắt đầu video nhá. Để Dũng dùng hình vẽ Dũng này cho các bạn dễ hiểu này. Chúng ta thấy đây là một con đường. Ok đây là đường nhá. Và đây nó cũng có một con đường, cũng đường này. Thì trên mặt đường thì thường bao giờ chúng ta cũng sẽ bố trí các khu dân cư đúng không? Thường nó sẽ là bao nhiêu? Diện tích 5 x 20 đi. Đó, các cái ô đất nó sẽ như này. Thường nó sẽ là như này đúng không? Lên lô 1 này, lô 2 này, 4 này, lô 5 này. Ok. Diện tích 5 x 20 đúng không ạ? Và đây gọi là băng 1 của cái đường này. Nhưng đây là băng 1 của đường này đúng không ạ? Đường này thì cũng là 5 x 20 ạ. Ok, cũng 5 x 20. Và cái này cũng vậy. Đó thì nó sẽ, đây cũng là lô 1 này, lô 2, lô 3. Ok đúng không ạ? Vậy thì đến đây thì các bạn đã hình dung ra được là chúng ta không nên mua lô nào chưa? Các bạn cứ tưởng tượng nhá. Ví dụ bạn mua lô đất này. Đây lô đất nào, nếu mà bạn mua lô đất này lô A đi. Ok chưa? Thì điều gì sẽ xảy ra? Chúng ta thấy là cái bố trí kết cấu nhà ở của người Việt Nam mình chúng ta thường đây là lối vào đúng không? Và nhà vệ sinh các thứ thì sẽ bố trí đường cuối, thường là như vậy. Ok chưa? Đó. Khu vệ sinh, khu nấu ăn thì sẽ bố trí ở cuối này. Đây thế họ cũng bố trí ở cuối này. Và ví dụ đây thì đây có đây một cái đường nó đi. Ok, chúng ta cho đây một con đường. Và nhà chúng ta cũng sẽ bố trí ở đây đi. Ok chưa? Và đến đây thì chúng ta thấy rằng là đây là cái VKC1, VKC2, VKC5, VKC6. Hai xà. Không được đẹp lắm nha, nhưng các bạn đừng có cười nhá. Bởi vì là cười là lần sau cũng không vẽ và Dũng cũng không chia sẻ như thế này đâu. Điều này Dũng tin chắc rằng là không ai nói cho bạn biết cái điều này cả. Thường thì mọi người cứ tránh thì đường đâm rồi thì thảm ma. Tất nhiên là những khu vực đó là những khu vực chúng ta cũng nên tránh. Nhưng nó không thể bằng cái lô đất này được. Ví dụ bạn mua lô này. Đây là một cái VKFC, đây một cái VKFC, đây một cái VKFC. 6 cái VKFC nó chổng vào nhà bạn. Mà Dũng giả định tình huống đầu tiên, 5 giờ sáng cả năm cái thằng này nó dậy nó cùng đi vệ sinh một lúc, xong các bạn đang ngủ, điều gì sẽ xảy ra nếu mà 6 cái âm thanh này một phát nó réo lên? Chắc là Dũng không nói thêm, bạn cũng tự hiểu đúng không? Giờ thứ hai, đang ăn cơm trưa 12 giờ chẳng hạn, nó lại làm phát nữa. Ok chưa? Hoặc 11 giờ đêm, 23 giờ đêm đi, 23 giờ đêm nó làm gì không biết, nhưng mà cũng nó không dậy đi với bạn đang ngủ. Cả 6 thằng hàng xóm này nó mới hay chứ. Thì điều gì diễn ra, bạn lại mất ngủ. Và mất ngủ thì làm sao? Ngày hôm sau chúng ta làm việc rất mệt mỏi. Ok chưa? Chưa tính đến nhá, bếp này thì đương nhiên là đạo bếp thì nó gì ạ? Xả cái gì ạ? Ống khói đúng không? Thì đương nhiên nó phải xả ra ngoài đúng không? Ok chưa? Mỗi thằng một mùi. Vậy bạn là được thưởng thức một món tổng hợp đúng không? Nhưng mà chủ yếu chúng ta bàn đến đây là ô nhiễm về âm thanh, sau đó ô nhiễm về môi trường là mùi. Vậy thì đến đây thôi, thì chúng chỉ nói đến đây với hai cái tác động của gì ạ? Âm thanh do vệ sinh với lại cái nấu ăn.
thì đã đủ bạn quyết định là mình không phải mình mua đất này chưa? Phát xét về hình đúng không ạ? Thằng này đâm vào đầu này, thằng này đâm vào cổ này, thằng này đâm vào ngực này, thằng này đâm vào bụng này, thằng này đâm vào chân. Thằng này đâm từ dưới lên, thằng này đâm từ ngang sang. Thế thì theo bạn, bạn ở mảnh đất mà nó như thế này, bạn bạn có ở không? Bạn ở được không? Nếu trong trường hợp ở nhá, thôi nói thế rồi còn có, sẽ có rất nhiều thứ nữa. Nhưng mà có nhiều thứ nữa thì bạn nào xem được thì bạn có thể để dưới phần bình luận này là theo bạn nó còn cái gì nữa không nhá? Còn cái gì tác động đến nữa không nhá? Đúng không ạ? À mà chết quên, liên quan đến cái vụ Hà Nội không nói nữa. Nó hơi nhạy cảm với từ. Thế thì tính đến đây thì chúng ta tính nhá. Bạn mua để ở thì đương nhiên là trong trường hợp này thì bạn sẽ không thể ở được luôn. Ở thì thôi, hậu quả thì mình biết rồi. Mua đầu tư thì sao? Mua đầu tư thì khi mà mua đầu tư, nếu như mà bạn mua năm đến lúc bán đi ấy, chưa chắc đã bán được 3 đâu. Lỗ nửa. May ra có người nào thừa tiền hoặc là nó không biết về cái điều này thì nó mua. Còn nó biết điều này thì rung đố bạn bán là đua đấy. Thì đấy là hai cái nguyên nhân chính mà Dũng làm video này, Dũng chia sẻ với bạn là gì? Tuyệt đối không mua, dù nó có rẻ đến mấy nhá. Nếu mà bạn muốn có cuộc sống yên tâm, nó thoải mái và khỏe mạnh, thiếu gì tiền thì lựa chọn đây, mua đồ này. Nó cao tí được cơ, nhưng mà sao? Mặt đường, vị trí đẹp, không nào có thể làm ảnh hưởng đến mình đúng không ạ? Kinh doanh được. Và đến đây thì thôi, có lẽ là các bạn biết là chúng ta có nên chọn hay không nên chọn rồi. Và hy vọng là cái video này nó sẽ giúp bạn nhận ra một điều gì đó. Và bạn nào đồng tình quan điểm với cái cách phân tích của mình ấy, thì cũng sẽ để lại cho mình một chấm, một thả một cái tim nhá. Để Dũng cảm thấy như vậy mình chia sẻ này có ý nghĩa giúp cho các bạn. Và thấy video hay thì hãy chia sẻ cái video này để lan tỏa đến nhiều người hơn các bạn nhé. Và nhớ là đừng có tiếc Dũng một like hoặc một follow. Làm sao để mà Dũng có những video chia sẻ hay hơn nữa, hữu ích hơn nữa. Về không chỉ về bất động sản đâu, về tài chính này, về đầu tư này. Bạn sẽ có thêm kiến thức, có thêm góc nhìn để bạn làm sao bạn có cuộc sống tốt hơn này, giàu có hơn này, khỏe mạnh hơn. Đấy là điều mình muốn. Và nhớ hãy follow like kênh của Dũng nha, chia sẻ nội dung này. Và mình nghĩ nội dung này sẽ rất ý nghĩa, quan trọng với mọi người. Bởi vì có những người không biết đâu, thực sự là sau khi mà tham gia làm một thời gian dài rồi thì và mình nghiên cứu thì mình mới thấy là đúng. Và nhớ nha, đừng có quên chia sẻ video. Và xin chào hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Khi mà bạn đăng ký kênh của Dũng thì chắc chắn là những video Dũng mới ra, bạn là người đầu tiên nhận được nó.